hàng về anh em ơi, hàng về. Về có gì đâu trời, mấy toàn là cái lúa không vậy trời. Vỏ vỏ rin Nhật bãi nè anh em, vỏ rin Nhật bãi nè, 20 x 10 trừ 10 nè, rồi 17 x 800 trừ 10 rồi xích nữa nè. Anh em nào cần thì liên hệ nha. Cái lúa này thì ơi. Giờ này hôm nay chủ nhật nữa, cái màu trong đầu cái đới toàn là bia với rượu không à. Không làm được cái gì đó, đó là đô 2 lít đó. Còn đây đây đô thùng này, đô thùng này, còn kia đô cà phê à, giật giật kia là đô bắt bại. Này chủ nhật nữa là làm nhóng nhóng. Rồi cái lúa hai cầu nha anh em, cái lúa hai cầu Kuta. Lấy đuôi cũng được, không lấy đuôi cũng được. Anh em nào lấy cái đầu không thì mua về đổ chế gì chế ha, chế phun thuốc với ruộng. Rồi chế gì đó chế, nói chung là anh em cứ nhìn ra hình dung nó làm được cái gì thì anh em làm thôi. Còn anh em nào chưa nghiên cứu ra thì cứ xem đi, chừng nào mà nghiên cứu ra thì mua. Chứ giờ em cũng biết không biết, đã không biết rồi thì giờ mua giờ cũng chả biết làm gì. Nhiều anh em mà hỏi em là ủa cái con này mua giờ làm gì em, thì thật sự thì đã không biết rồi, giờ nói thì cũng như không bó tay. Còn nhiều anh em mà nhìn vô là biết cái con đó về chế cái gì thì ok thôi. Đây là con hai cầu, bốn bánh hai cầu nha anh em. Nó nhỏ nhưng mà đặc biệt là nó được hai cầu nên là người ta mới mua, chứ còn một cầu thì không ai mua đâu, tại vì một cầu đổ chế độ gì được đâu. Em thì chuyên bán hàng chế độ rồi, em thì bán, em thích bán mấy con chế độ nghịch nghịch vậy đó. Đó hai cầu nha anh em, đây hai cầu, cầu nó như vậy đó. Đó. Cầu nó vậy, số là gì, có lái trợ lực hơn ha, có số đàng hoàng ha, cốt lục giác đó. Có đuôi cái, anh em nào lấy đuôi thì lấy, anh em nào lấy đầu lấy. Em đây bán tá lá bình hết. Giờ xe rùa đồ này nó ít giờ quá anh em, lấy mấy đồ này bán cho vui nhà vui cửa anh em ơi. Đây nãy giờ cái lúa con Kubota, con Mitsu kia nữa, xuống cái đường con ơi. Còn rồi mấy con gì, mấy con thù luồn nằm trong nữa anh em, mấy con thù luồn nằm dưới nữa kìa. Đây rùa bánh xích. Nãy giờ có cái bồn 300 lít nha anh em. Lên đi. Này có cái bồn 300 lít nè. Có dây nè, có súng nè. Có đầu áp nè, đầu áp đi xứ luôn nha. Này giờ anh em dắt mấy cày ok luôn, có cái súng rin cực kỳ là ngon luôn. Từ từ bình tĩnh. Rồi lên luôn. Rồi hôm nay về ít hàng thông báo với anh em vậy, anh em nào mua được gì mua nha. Đừng có thả sát quá đè mấy cái kia. Coi đằng sau dính gì không. Bồn 300 lít, đầu áp dây nhựa đầy đủ, súng zin, có cốt chục đăng lát đút vô luôn nha. Đây có cái chục đăng để ráp vô mấy cày nè nha anh em. Đó, đầu áp đi xứ nha. Rồi em mua về gác mấy cày nha. Đây ngon lành hết ha. Rồi trả xả lỗ ba con xây bê tông này. Đây bữa mua 3,5 triệu con này, về bán cho anh em âm mưu bán cho anh em 4,5 triệu kiếm 1 triệu mà không ai cho rồi hết. Hôm nay bán xả lỗ luôn nha, 3,7 triệu lấy 200 tiền xe thôi. Đó 3,7 triệu cho anh em nào lấy về bán hoặc là về xài nha anh em nha. Bán như hiện trạng đây. Đó, máy Subaru đời mới nha. Máy Subaru đời mới. Đó. Máy là giật là bao lăng nha. Đó, giật nè, hơi hám cực kỳ ngon. Đó, có 3 triệu mấy thôi, cục máy đã hơn 1 triệu rồi anh em. Rồi dưới đây nó có nguyên một cái cục để chuyển tầng nè. Đó, xo bê tông nha, xo bê tông. Đó, 3,7 triệu một con. Lấy một con cũng được, lấy hết thì em bớt cho. Lấy hết thì bớt luôn cho nó mau gọn luôn.
Máy này thì em mua về em thấy nó ấy ấy, mua về nghịch nghịch chơi mà đăng lên không ai mua hết, giờ bán xả luôn nha anh em. Rồi 3,7 triệu một con, anh em lấy hết 3 con liên hệ em. Đó, bán như hiện trạng nha anh em nha. Tình trạng là nó chỉ thiếu cái bàn xo ở gắn vô cái này thôi. Đó, còn ngoài ra là không thiếu vậy nha. Thiếu bàn xo đó thì anh em mua thì đặt mua thôi. Ok chưa? Đây con này con văn ma này anh em. Này văn ma này, cực kỳ đẹp hơn. Tao phải cho nó chạy từ chạy xuống được anh. Anh em nào lấy đuôi thì liên hệ em tháo đuôi nha. Em nào lấy đầu liên hệ tháo đầu. Đang cẩu tiếp con thứ 3. Chung là mua thì cứ mua theo giác quan thôi anh em. Ế đắt gì không quan trọng hơn. Mua là mình mua theo mình mua vì đam mê. Mình mua thôi nha anh em. Đó, vì nhìn cái mẫu mã mấy cái lúa này nhìn mình thích mình mua. Mình chưa biết bán được hay không. Con này mắc cái nắp đầu rồi. Mua vì đam mê. Con này đẹp quá anh em ơi, đẹp quá. Này đời mới ghê luôn. Đó, đây nữa này anh em, đây nữa này, mua gì đam mê nữa nè. Con này bên Nhật nó đi thả hạt gieo cây vậy anh em ơi. Về Việt Nam anh em mua về cho mấy đứa nhỏ ra ngoài quảng trường nó chạy. Ai chào cái gì cũng mua lạ kỳ luôn. Giờ đang trên mình, đang trên anh. Con này nó chạy 4 bánh anh em, 2 bánh sau 2 bánh trước. Đây anh em. Nhìn nó giống con gì không? Dài chắc tầm 1m7 anh em. Chạy động cơ Yanma GA90. Con này có 2 người 2 thôi, 3 ngựa. Máy xéo HV nha. Chạy bánh trước là chạy bánh 300-8, bánh sau là bánh 400-8. Bánh thì như mới luôn. Đó, con này giờ bỏ như bỏ cái ấy vô đây nè rồi. Còn. Ôi cha. Con này chạy 6 bánh luôn em, 2 bánh sau nữa. Chạy đầu luôn, chỗ lúc nãy luôn. Đó, chạy hộp số nha, hộp số đàng hoàng ha. Hai hộp sơn hai bên là kéo hai bánh sau nè. Cái hộp sơn này nó có thể lên xuống luôn nha, điều chỉnh lên xuống được luôn nha. Qua đây trước. Con này con gieo hạt đúng rồi, gieo hạt cái lúa cái gì gieo hạt. Em nghĩ gieo hạt là đúng anh em. Giờ ngay đây chặt quá, khi nào lôi ra quay cho anh em xem. Từ từ thôi. Đó, nó đó nè, chân cẳng dài như người mẫu. Hộp số to nha, hộp số to bằng hộp số xe rù 3 bánh. Con này nó giống cái con gì ta, cái con giống con cào cào đúng không, con cào cào cháu cháu. Cào cào cháu cháu. Đó, cái hàng gì mà bên Nhật về độc lạ không là mình chơi. Bây giờ mình siêu tầm hả, không ai mua mình rã ra mình bán lỗ luôn cho nó mau. À, con này là 6 bánh luôn nha anh em nha, 6 bánh luôn. Được cái bánh mới lắm, bánh đẹp. À, anh em nào muốn mua về, anh em nào muốn yêu khoa học thì liên hệ cho em. Em là có hay có những món đồ yêu khoa học đây nè. Đây nè, mới giờ con quái quật nữa nè anh em. Cái máy này nằm đằng sau đây nha. À, sau có cục tạ, cái ghế ngồi đây.
trước có hai cái tay lái đây, hai tay lái đó, có hai cái bánh trước nữa, rồi có chân con chân thắng đầy đủ luôn nha. Sau có hai bánh luôn, hộp số 2 tiếng 1 lùi, đây số ở đây 2 tiếng 1 lùi, hộp số nó cũng khá là to, chạy động cơ Mitsubishi 350, 3,5 người anh em. Con này dài tổng thể tầm khoảng 1m8 2m á. Mấy đồ này nhìn không hiểu mình Nhật làm gì luôn. Rồi anh em nào mua đồ chơi liên hệ em nha. Rồi hôm nay chỉ có vậy thôi. Rồi mến chúc anh em một ngày chủ nhật nhiều nhiều niềm vui, sức khỏe, bình an và nhiều thuận lợi trong công việc nha. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.